dàn diễn viên Nhật ký Vàng Anh sau 17 năm. Kể từ lần đầu tiên series phim sitcom Nhật ký Vàng Anh lên sóng, dàn diễn viên đều đã trưởng thành, có những hướng đi riêng trong cuộc sống, sự nghiệp, người là thượng úy công an, người vấp ngã và mạnh mẽ trở lại hào quang rực rỡ. Lên sóng hai phần phim những năm 2006 đến 2007, Nhật ký Vàng Anh gắn liền với tuổi thơ thế hệ 8X, 9X. Tác phẩm của đạo diễn Khải Hưng được coi là sitcom nổi đình nổi đám khi xây dựng các tình huống đời thường thú vị, gần gũi với giới trẻ, xoay quanh những cô cậu học trò tuổi mới lớn, trong đó Vàng Anh là nhân vật chính. Đây cũng là bộ phim hiếm hoi tại thời điểm đó tương tác, lấy ý kiến của khán giả truyền hình, các câu hỏi xuất hiện cuối phim, người xem có thể gửi tin nhắn đoán diễn biến phim để nhận quà. Nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng, đạo diễn của series Nhật ký Vàng Anh từng kể ông những chồng thư của khán giả trong cả nước gửi về hàng ngày đầy ắp bàn làm việc. Từ thành công vang dội của phim, dàn diễn viên trẻ như Hồng Đăng, Mạnh Quân, Hoàng Thùy Linh nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Sau 17 năm, họ có nhiều thay đổi trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Ở độ tuổi 20, Minh Hương đảm nhận vai chính Vàng Anh trong phần 1. Cô tiếp tục góp mặt trong một số bộ phim VFC khác như Vệt Nắng Cuối Trời, Lời Ru Mùa Đông, Zippo Mù Tạt và Em. Và bất ngờ chuyển hướng là MC, biên tập viên của kênh truyền hình ANTV, đứng trong hàng ngũ của lực lượng công an nhân dân hàm thượng úy. Chia sẻ với Tiền Phong, thượng úy Minh Hương bộc bạch cô biết ơn series Nhật ký Vàng Anh đã cho cô cơ hội thay đổi cuộc sống và được khán giả yêu thương, nhớ đến dù hơn chục năm trôi qua. Mang trên mình sắc phục của một nhà báo công an, cô ý thức hơn về vị trí và trách nhiệm của mình. Vì vậy, việc lựa chọn vai diễn cũng được cô cẩn trọng, chọn lọc hơn. Minh Hương có cuộc sống giàu sang, viên mãn bên chồng là kiến trúc sư cùng hai con. Diễn viên chọn cách sống đơn giản, không cầu kỳ. Theo cô, bí quyết để giữ gia đình êm ấm là quan tâm và chia sẻ, làm tròn trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau, tài chính vững vàng. Phần 2 bộ phim thay đổi diễn viên chính, Hoàng Thùy Linh vẫn nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Tên tuổi Hoàng Thùy Linh phủ sóng truyền thông thời điểm đó, cô có nhiều cơ hội phát triển bản thân song tất cả dập tắt sau một sự cố. Series phim thu hút người xem bị đứt gánh giữa đường, đài truyền hình Việt Nam quyết định dừng phát sóng. Nỗ lực vượt scandal, Hoàng Thùy Linh vươn mình trở lại giới giải trí. Cô bắt đầu có ca khúc gây chú ý năm 2010. Dần dà, cô tạo được hiệu ứng khi ra mắt các sản phẩm âm nhạc lấy chất liệu dân gian, mở đầu bằng MV Bánh Trôi Nước và bùng nổ với album Hoàng với loạt ca khúc Để Đời Như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Duyên Âm, Tứ Phủ. Tên tuổi Hoàng Thùy Linh vươn tầm quốc tế nhờ bản hit Si Tình, tạo trend tại nhiều quốc gia Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan. Ca sĩ chú trọng hoạt động âm nhạc và thi thoảng xuất hiện trên phim ảnh. Năm 2019, cô đóng Mê Cung cùng Hồng Đăng bạn diễn Nhật ký Vàng Anh năm nào. Nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng, đạo diễn vừa là giáo viên chủ nhiệm tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội của Hoàng Thùy Linh từng chia sẻ: "Tôi rất tâm đắc với lời nguyền của Linh, ngã xuống ở nơi nào thì đứng dậy ở nơi ấy, và tôi cũng muốn nhắc Linh một điều. Nếu không có Vàng Anh gãy cánh ngày ấy, thì chưa chắc có Phượng Hoàng như ngày hôm nay đâu Linh ạ." Đối diện với những điều trải qua trong quá khứ, Hoàng Thùy Linh tự mở ra cho mình chặng đường mới. Cô chia sẻ, tất cả cũng sẽ qua, tôi chọn tha thứ. Tha thứ cho tất cả mọi người, tha thứ cho chính mình. Khi chọn tha thứ cho những điều đến với cuộc đời mình thì sự thanh thản, vui vẻ, hạnh phúc mới thật sự đến với mình. Ở tuổi 34, Hoàng Thùy Linh sở hữu biệt thự tiền tỷ, xế hộp hạng sang sau nhiều năm đi diễn. Ca sĩ dính nhiều tin đồn tình ái song chưa từng công khai như người mẫu Vĩnh Thụy, Diêu Lê, rapper Denver. Thanh Vân Hugo. Vân Hugo tham gia cả hai phần phim và được biết đến nhiều hơn qua vai trò MC. Cô để lại dấu ấn qua các chương trình truyền hình như Chúc Bé Ngủ Ngon, Chinh Phục, Đường Lên Đỉnh Olympia, Vui Cùng Hugo, Việt Nam S Got Talent, Vì Bạn Xứng Đáng. Sự nghiệp trên đà thăng hoa, cô quyết định kết hôn ở tuổi 23 khiến nhiều người bất ngờ. Hạnh phúc không kéo dài lâu, vợ chồng Vân Hugo ly hôn sau 4 năm chung sống, cô thành mẹ đơn thân. Năm 2016, MC tiết lộ cô gặp nhiều biến cố, bản thân phải chống chọi với nhiều căn bệnh khác nhau như sơ thanh quản, mắc chứng nhược thị, đã mổ nhưng mắt trái ngày càng mờ đi và không có cách nào chữa trị. Khán giả ít thấy cô xuất hiện trên truyền hình từ đây.
Giữa năm 2020, Vân Hugo mở lòng, quyết định đi thêm bước nữa với nửa kia là doanh nhân Đặng Hùng Cường làm trong lĩnh vực giáo dục. Năm 2022, nữ MC sinh con gái. Cô nói doanh nhân Đặng Hùng Cường là người tâm lý, yêu thương cô. Đây cũng là niềm an ủi bù đắp cho những tổn thất tinh thần trong quá khứ mà MC phải chịu đựng. Mới đây, Vân Hugo thông báo chuẩn bị đám cưới nhưng chưa tiết lộ thêm thông tin. Hồng Đăng. Ở hai phần nhật ký Vàng Anh, Hồng Đăng không có nhiều đất diễn song vẫn đủ tạo dấu ấn để khán giả nhớ mặt. Vai Huy trong phần 2, anh có tình cảm với Vàng Anh nhưng chưa thể thổ lộ. Sau series này, Hồng Đăng tham gia nhiều dự án phim lớn nhỏ khác và nhanh chóng vụt sáng thành sao. Ngoại hình sáng, điển trai khiến nam diễn viên thường được giao vai soái ca. Nhiều năm qua, anh là cái tên quen mặt trong vũ trụ phim đài truyền hình Việt Nam như Cầu Vồng Tình Yêu, Tuổi Thanh Xuân, Người Phán Xử, Cả Một Đời Ân Oán, Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Trong phim Mê Cung, anh nối lại tình xưa với Hoàng Thùy Linh. Khi có danh tiếng vững vàng, gây ấn tượng trong bộ phim Thương Ngày Nắng về nhờ kiểu vai mới lạ, Hồng Đăng dính lùm xùm, bị giữ hơn một tháng ở Tây Ban Nha. Vụ việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân, khán giả không còn thấy Hồng Đăng lên truyền hình. Sau khi về nước, Hồng Đăng trở lại cuộc sống bình thường. Anh vẫn chia sẻ cuộc sống thường ngày bên vợ con, sở thích cá nhân và hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội cá nhân. Mạnh Quân. Hot boy của nhật ký Vàng Anh nhận vai Tuấn trong phần 1 và vai Quân trong phần 2, thời điểm đó Mạnh Quân mới 18,19 tuổi. Anh hút lượng fan đông đảo nhờ ngoại hình điển trai, tính cách nhân vật trong phim thú vị. Diễn viên cho biết nhật ký Vàng Anh là bước ngoặt thay đổi cuộc đời anh. Sau bộ phim, anh chuyển hướng làm ca sĩ, lập nhóm nhạc với hội bạn thân nhưng không thành công. Mạnh Quân loay hoay mất vài năm vì bị đóng khung hình tượng. Chỉ đến năm S Online vai Quyết Đại Ca, diễn viên gây chú ý trở lại, thoát khỏi cái bóng của nhật ký Vàng Anh năm xưa. Đầu năm 2017, anh kết hôn với bạn gái hẹn hò 4 năm Kim Lê. Cả hai đón con gái đầu lòng trong cùng năm. Sau khi tập trung cho gia đình, Mạnh Quân trở lại màn ảnh, tham gia bộ phim Đình Đám Quỳnh Búp Bê. Vai anh lính cứu hỏa Hoàng trong Lửa Ấm 2020 được đánh giá là sự đột phá về mặt hình ảnh diễn xuất của Mạnh Quân. Đến năm 2022, anh được khán giả yêu thích khi thủ vai Bão trong Lối Về Miền Hoa. Nam diễn viên sinh năm 1988 được đánh giá tự nhiên, đài từ hay. Đến nay, Mạnh Quân cùng vợ vẫn giữ hôn nhân êm ấm. Vợ chồng anh đón con gái thứ hai năm 2020, anh kể vợ sinh trước ngày dự sinh 2 tuần, đúng lúc anh vừa hoàn thành bộ phim Lửa Ấm và cũng vừa trở về sau chuỗi ngày quay phim hài Tết. Anh cảm thấy thật may là lần này có thể đồng hành cùng vợ trong ca vượt cạn.